hôm nay mình đi qua bên nhà của ông cậu ở bên láng biển các bạn. Đi qua đây nhà ông cậu ổng bơm ao bắt cá các bạn. Mình qua hơi trễ. Qua như bây giờ là bắt cạn các bạn, giờ còn cái khúc ao bệnh á. Nó giờ đang bơm nè các bạn. Giờ quá trình đang bơm rút nước ở bên cái ao bệnh để mình đi qua đây mình quay cho các bạn coi. Đây nè các bạn, giờ bơm cho nó rút nước bên đây bớt là bắt cá bên đây các bạn, cá với ba ba đồ ở dưới đây là có ba ba luôn ha. Anh ở dưới đây là có ba ba dưới đây luôn hả? Đó, giờ chuẩn bị bơm là bắt cá với ba ba đồ dưới đây nha các bạn. Giờ các bạn cũng chờ nước cạn nha. Nó mình qua nó hơi để cá là được như để ở đây còn hai con nè anh. Sao không ấy để nó chết cái con sao? Chết cũng như ta. Này là cá thiên nhiên không hả anh? Ừ, cá đồng á. Nè đây là các bạn mình qua nó hơi trễ chút xíu là cũng bắt được vô đây và còn cái ao bên đây là nhiều lắm các bạn. Đó. Giờ các bạn theo mình chờ cái ao bên đây nó cạn nha các bạn. Mình qua hơi trễ. Ủa mà dưới đây nuôi được trăm con ba ba không không cậu? Được trăm con ba ba không? Đây là của ông cậu nha các bạn, của ông cậu bên vợ. Cậu là nói là cũng khoảng trăm con ba ba các bạn. Giờ chờ nước cạn. Ủa còn cá kìa, ăn cá kìa. Rồi giờ các bạn chờ đợi bên đây cạn chút mình sẽ quay cho các bạn coi bắt ba ba cá các bạn. Đây bác rồi bán hai chị. Đây là được mới bắt lên các bạn. Các bạn chuẩn bị cạn các bạn. Bạn thấy không? Cá rất nhiều các bạn. Đó, để mình chụp lại cho các bạn coi nha. Cá rất là nhiều, nó không mà ba các bạn. Không mà ba nè. Đó, cá lóc rồi. Cá rất là nhiều các bạn. Không mà ba nó lội các bạn. Mà bà cá lóc đó, cá lội thứ mê các bạn, quá cá luôn. Mà nó cũng nước sắp cạn các bạn, giờ chuẩn bị xuống bắt các bạn.
Đó, camera này kiếm đường xuống mới được. Tài kiếm gì vậy Tài? Đó, giờ mình lội xuống luôn các bạn. Đó, mình đã xuống tới nơi các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi, cá như bà ba. Thôi nè, một em các bạn, đó các bạn thấy không? Đó đã các bạn ơi, nay lần đầu mình trải nghiệm. Bảo bỏ thùng bê đâu Bảo? Bà ba đâu à, cậu ba? Đó bà ba các bạn. Cá đủ thứ luôn. Mà sao chỗ này lúng dữ vậy hả? Trời ơi hết hồn chứ mà đụng vô cái. Trời rút vô. Chỗ nào không có cá hết á. Ủa mà con ba ba này nó cắn không cậu ạ? À? Không. Con từ đó giờ con không biết. Đây con ba ba nè các bạn. Ủa, con này bự à, nó cắn không vậy? Cắn là mắt. Thôi vậy con với mắt nó đưa cái đầu sình không nổi. Nó rút rút. À, ở đây con nè, dưới đây nè. Con không dám thì nó cắn nữa quá. Nó cắn thì không chết mà sợ. Đó. Cô ba không à? Cô ba nó liếc. Cái này lóc nhóc luôn á. Đồ hàng trăm hàng ngàn con các bạn. Má sao bắt cá dở dữ vậy ta? Con bắt con nào cũng chết quớt hết á. Cái lóc mà bắt hai tay chắc nó được 1 tỷ đó. Bà thả bà bả luôn hả? Bà bắt dọn dọn đây nó lựa. Đó đủ mẹ bắt ở đây mày xách lên tới đẳng. Trời ơi. Nó mày nó nằm lừ dưới này nè. Nhóc luôn á. Nhiều khi mình thế là đưa bả mà. À cho hôi đó nè, nó đây lừa nữa mà. Trời ơi, đừng nó lừa. Lừa thả qua đâu bùn ngã nó bơm á. Mà giờ vô hồ phải không? Đó, cái nè nó lừa luôn à. Ra coi được không? Đó, đủ mẹ chưa có nước phải. Nhầm gì? Làm sao hay gì mà đánh hả? Trời ơi. Trời ơi, nó đồng này là cái hết hồn của dựng đó. Các bạn thấy không? Cá mà rút đây các bạn. Trời ơi, con cá rô con cá gì bự dữ vậy trời. Thấy đủ nữa. Quà wow, cá rô các bạn. Nãy nay cái cá rô đâu vô hả cậu ạ? À?
được lên năng rau luôn. Lắp nè các bạn. Wow. Quá gọi cá lóc luôn. Lóc khủng khiếp rồi chứ. Dựng dựng tám ông kêu quăng lên cho ông bỏ vô. Mấy cái hàng này nó ở hay gì vậy? Ngồi nó ở. Còn bắt cá lóc nè, ba la bỏ cọc đây cái đụng nè. Má bên một cây còn mình. Mấy con bẩn luôn nó ba các bạn. Bò xuống cái đụng chứ gì đâu. Bỏ đi bắt cá lóc đi, lấy ba thùng bê đi bắt cá lóc đi. Nè nè. Các bạn còn bắt sao? Nó được. Bây giờ quậy ra hồi bắt cá ba khó lắm. Không có rút ra nước nước mẹ tao có bỏ đi. Đây đây bên thùng bê đây bắt cá lóc đi. Con mé để từ từ đi, lội quậy một hồi bắt cá ba khó dữ lắm. Giờ thở đã. Không có đứng quay lên đâu lấy giọt cạo nó. Ừ đúng rồi, cá phi mấy nước đục là chết à. Dạ không, là nãy con bắt con cá rô và với hai mấy cá lóc á dựng tán. Và có ba kêu để ba chút cậu ba bắt sao. Bắt là phải lấy đồ đựng chứ nãy là nó hồi khó. Kẹt nó kẹt chết hết à. Bây giờ lấy thùng bê đi mới bắt được. Làm kiểu này là không được rồi. Nè anh ơi. Hai ba con vậy đụng vô. Ủa, cái rồi.
Quá nhiều cá. Quá nhiều các bạn. Cái rô để riêng đi chứ, để họ múc mà trước ngay cửa. Để vô mẹ cái gì. Trời ơi, đủ mấy cái rô à. Đâu đâu cậu ba. Rồi cái rô hết hồn các bạn. Cái rô khủng. Quá đã luôn. Ủa mà cái đồ này là mình mua do giống gì mình nuôi hay là cá đồng cậu? Mua cá đồ gì đã. Cái lóc mà nó bay giống như tên lửa vậy. Nó tự kiếm chết rồi các bạn, thấy không? Nó còn chỗ cũng bắt được cá các bạn. Dưới cái hầm đó này hàng trăm con chứ lừ luôn này, bắt lên mới tới chiều không này, bắt tới chiều không hết đấy, ý đủ con gì nó cắn. Nó là cái nó kẹp cái hết. Này mình mãi giờ dính xịn rồi các bạn. Này phải có cái hồ rộng kìa. Máy đem xuống bắt phụ luôn các bạn, chơi lại một bữa luôn. Nhận cái
đúng rồi, cái dèo ở trước đó nhau. Rồi cái rô á, cái rô mình động mình đưa cho tụi nó động qua cái dèo ở trước á. Mà cái rô nó cái rô nó phải hơn tóc nữa các bạn. Cái rô đi trốn. Bỏ lập tượng bỏ đi, bỏ khỏi bắt. Thôi giỡn của ai.
Rồi thôi. Có bấm bun nữa, đặt máy đi. Ba ba rồi các bạn, khủng khiếp chứ. Đây quyên xô các bạn. Đây xô ba ba, xô cá đủ thứ các bạn. Hồi nãy là mới bắt có phân nổi nha các bạn, bây giờ còn dưới đây cũng nhiều lắm. Còn này là bắt tới chiều chưa hết nha các bạn. Cái này sao, cái này giờ sao hơn. Hồi nãy bắt phân nửa là tại vì sợ vô lửa nó chết đó các bạn. Cho nó thoát nước rồi rộng cho nó để kêu lái bán. Cái bà xô ba đợt vậy? Bây giờ còn một nửa này giờ bắt tiếp các bạn. Thả đâu? Không, cái này do nước đục quá, cứ bơm nước vô xả nước bớt đục ra. Không mà cái hồ này chứa chắc không đủ đâu. Cá rô ngoài nhiều không vậy? Nhiều. Cái đây là tại các bạn. À, lần đầu tiên trên đời mới thấy từ nhỏ lớn. Thì đó. Vậy vậy sao ông Cương nó không bán đi? Trên đời này có làm gì có cá bạch tạng nào được vậy đó. Xong bán con mày các bạn nhà là biệt thự ở con. Em bỏ để coi coi thế. Lên giờ phải lên hồ đẩy các bạn, đẩy chết. Lạ thật chứ. Cương mày dạch ở trong á, từ đó dừng đường á. Còn đó phản ký không, không Tài? Hả? Ba ký hả? Cái tre này hả? Đâu Tài, ba cầm lên thử coi. Cái tre nó trong, nó cả tầng ngoài 3 ký á. Đâu Tài, ôm lên thử coi Tài. Này, cái này nó có ngạnh chết không? Có ngạnh à. Cái một là chuyển mình diệt luôn. Rồi. Cái đây là kêu cá tre bạch tạng hả? Dính này kêu cá tre trắng mà. Bảy cá trắng khác. Tre trắng là cá nãy cậu ba ông bắt á. Đổ đi. Cá là mua cá giống mà đâu có hai con. Mấy cá nằm ngoài đây mà nó sống á. Giờ cái số gì hết trăm ngàn ký nè. Nói vậy đó. Không thiệt, cái này xô hết. Xô xô hết trăm ngàn ký rẻ mà. Cái này là cá thiên nhiên mà đâu phải mà cá giống như mà nuôi trong máy đâu. Cá này đúng là cá lóc đồng luôn. Đúng rồi, 150 á. Cái này mà phải chiều bữa nay thứ hai mà đem mới ra chỗ mấy công ty nó bán thiệt chứ mà bán mệt luôn á. Công ty mình ăn cá này không ăn đâu. Mắt nó không ăn đâu. Mắt nó không ăn. Không, tại vì giờ cá đồng có nhiều người nó hiếm dựng bẫy. Thì còn được gai ngươi. Bán lâu lắm. Này cá này khủng các bạn. Này đây cần xô thì 5 ngàn ký đi.
mua xô bán luôn chứ. Bán luôn trời, cây ra nãy mua nước chùm chưa chắc còn. Thả chưa chị mang một nó đè nữa chị biết đâu. Thả thì mốt rảnh về dắt câu vô vô vậy được rồi Cương. Rồi cái xô đó được chứ Cương, đằng em đang ẩu như này như thế. Rồi, alo. Ngày mưa thôi đi không còn con. Hồi nãy điện anh có gì không? À, anh đang còn trong đây nè. Ô, Linh Linh có quen biết ai mà chủ mua cá lóc đồ không Linh? À, nhiều lắm, nói chung là lái mua số lượng nhiều luôn á. À, cá lóc đồng đặt 100 luôn, cái này cầu cá trăm ngoài 100 ký á. À. Bán nhiều ký. Xô 101 ký á Linh. Ừ. À. Từ 300 tới nửa ký. Ừ. Ủa mà đang đâu rảnh thì chạy qua đây coi nè. Rồng rồng bắt luôn mà nó muốn xô mà. À, tưởng ấy đang là ở lăng biển anh còn bắt mà chưa xong nữa. Đó. À. Đổ nhảy ra hoài bỏ vô nhiều nhảy ra nhiều. Ờ cái clip này khủng luôn á, clip này lần đầu với con mấy cái đề bà tạng nữa. Ờ. Còn khoảng 3 ký á. Rồi rồi đâu Linh coi có ai mà mua hôm ấy liên hệ giùm anh đi. Rồi. Liền đi. Nhấp. Rồi bơm luôn tưa. Rồi được rồi mấy con mấy con bỏ lại luôn đi. Làm quá hết nhớ rồi. Để vừa hết. À, thấy chạy chợ mua 2 bịch muối hộp thấy. Giờ đi mua liền hả? Làm gì 3 bịch luôn nữa. Ủa rãi á là hả? Rãi bà ba chết sao vậy? Hả? Đó là nhé. Ít thôi chứ đâu có nhiều, còn ba đó họ xử lý ba nữa. Ủa mà cái đây này là hồi đó Cương mua ở đâu Cương? Bắt cỏ này giống á. Giống nguyên bà họ có xe á, lửa con cắn cắn gì luôn á. Quên rồi. Quá nhiều các bạn. Giờ phải lựa ra phân loại các bạn. Loại 1, loại 2. Cái nhỏ nhiều dưới ta.